Đây là lần thứ 300 Giả Nhi đến nhìn dưới gốc cây mai trong sân, nhìn những cây mai đỏ chữ quả, trong mắt Giả Nhi chúng là những đồng tiền vàng và đồng chói lóa. Những năm trước, Giả Nhi kiếm được rất nhiều tiền từ cây mai này, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn từ lâu đã đắm chìm trong mộng làm giàu của mình. Hôm đó, Giả Nhi đi bán hai giỏ mơ đỏ, ngân nga câu chuyện vui vẻ về việc làm giàu. Đến mai vàng vào tháng 5 cũng là một thời điểm tuyệt vời nữa đối với tôi. Giả yêu việc của tôi, miệng linh hoạt, nhanh trí, thấy anh thích ngọt, tôi nói ngọt. Thấy anh thích chua, tôi nói chua, ngọt, 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 chua. Giả Nhi cầm cột đi ra đường định bán thư nhưng anh phát hiện cách đó không xa là đồng nghiệp của mình đã bán thư. Hơn nữa, trước quầy hàng của hắn đã có một hàng dài người xếp hàng chờ, nhìn ông lão thao tác cân thành thạo, Kỷ Nhi chợt thấy trong lòng ớn lạnh, nhưng vẫn không tự chủ được mà hét lên. Bán tinh Nhi. Khi anh ta triệu hồi bằng chiếc lưỡi to của mình, không chỉ những người xếp hàng phía trước đang theo dõi mà cả những cô gái trẻ đang trốn trong nhà cũng bị thu hút đi ra. Giả Nhi quyết định cầm gậy đi tới đi lui, chẳng bao lâu sau, anh ta đã thu hút tất cả người già và trẻ em vào tường, cả anh ta. Chúng tôi cũng đã thành công nhận được sự cho phép nghỉ phép từ khách hàng đầu tiên của mình. Người thứ hai qua khe cửa nhìn thấy bà già đang quay lại lấy giỏ. Biết mệnh lệnh này chắc chắn là điều chắc chắn, anh ta vội vàng quỳ xuống gói thư cho bà cụ, vừa nói về lá thư từ nhà mình, đó là một lá thư hiếm và tốt, bảo Ninh càng ăn nhiều, đã yêu nó. Tôi đã nói rằng nếu bạn ăn đồ chua thì bạn cũng sẽ muốn ăn đồ ngọt. Câu hỏi của bà cụ làm Giả Nhi ngơ ngác trong giây lát, bà trợn mắt nghĩ rằng răng của bà cụ không tốt lắm, chắc chắn bà không chịu nổi đau nên liền nhanh chóng đồng ý và nói rằng đó là quả mơ ngọt nhất. Không chua chút nào. Đó không phải là một sự khoe khoang. Nếu mai ô ly của tôi có vị hơi chua, lần sau đừng mua. Chuyện không thành, tôi thực sự không muốn bà già làm nữa. Điều này ngay lập tức khiến Giả Nhi bị sốc. Làm thế nào bạn có thể ăn một cái gì đó chua? Được rồi, em là vợ anh, hạnh phúc không, em muốn thứ gì đó chua chát. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ hoài nghi và công việc kinh doanh được giao đến tận nhà anh ta đã bị hủy hoại. Giả Nhi cảm thấy rất thất vọng, anh thầm nghĩ, thà mình nói lá thư này thật chua chát thì tốt hơn. Ngay sau tiếng hét của Giả Nhị, một ông già chơi cờ khác cũng bị tiếng kêu của ông ta thu hút. Ông già vung bàn tay mập mạp lên, gọi Giả Nhị tới, định hỏi thăm. Ông lão hỏi câu hỏi tương tự như bà già trước mặt. Nếu bạn mua mơ, quả mơ của bạn ngọt hay chua? Phải nói rằng, Giả Nhi có khả năng quan sát rất tốt, nhận ra ngay giọng sơn tây địa phương của ông lão nên liền đáp lại lời đề nghị của ông, nói rằng mơ đều chua, nhất định sẽ làm ông hài lòng. Nghe xong, ông lão hỏi lại mà không bỏ cuộc. Chua hết, này chua quá, ăn một miếng nửa tháng cũng không cần mua giấm. Tạo ra hai tiếng động. Vào, thử đi. Tưởng rằng ông lão sẽ rất vui vẻ khi bán mơ, nhưng không ngờ rằng ông ta lại chán ghét vứt những trái mơ trên tay đi và không nói thêm gì nữa. Lúc này không còn lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Giả Nhi, anh ta đã nói sai hai lần liên tiếp và không bán được một mệnh lệnh nào, Giả Nhi cảm thấy rất bực bội. Có phần nản lòng, lúc này mặt trời đã lên cao, giữa trưa là thời điểm nóng nhất, Giả Nhi đang đi dạo trên phố bán mơ với chiếc xào trên lưng, nhưng anh không còn hào hứng như trước nữa. Anh ấy đến lần đầu tiên, anh ấy không hiểu rằng hôm nay tại sao lại không đạt yêu cầu như vậy. Mặc dù tôi rất sáng suốt và đoán được tình hình của người mua nhưng tôi vẫn chưa bán được một chiếc. Đang lúc hắn dừng lại, định ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một lát, chợt có một người đàn ông to lớn đang đẩy xe đi từ xa. Thời tiết nóng nực khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, Gia Nhĩ nhìn thấy vậy liền nhanh chóng tiếp tục hét lên, và ông lớn cũng là một người vui vẻ. Vừa nghe nói có mơ muốn mua, hắn lập tức lấy trong túi ra mấy đồng tiền. Khi Giả Nhĩ nhìn thấy tiền liền nhặt cây xào, anh ta lập tức chạy về phía ông lớn mà không dừng lại. Tôi nói, mơ của bạn chua hay ngọt? Đối mặt với câu hỏi quen thuộc như vậy, thân thể Giả Nhĩ không khỏi run rẩy, hắn đã hai lần đụng tường, lần này hắn phải nghĩ ra một câu trả lời sáng suốt hơn để thúc đẩy việc kinh doanh này. Này anh ơi, lần này anh mua o lưu của em, ngọt mà chua, chua mà ngọt. Tôi nghĩ lần này sẽ là hoàn hảo. Không ngờ đại nhân vẫn chưa hài lòng. Đại hán là người tính tình thẳng thắn, ăn chua hoặc ăn ngọt, chỉ là không thích vị nửa chua nửa ngọt mà thôi. Vừa nói, anh ta vừa quay người lại gần cô bé và mua một bát lớn trà thảo mộc để giải khát. Giả Nhi chán nản đến mức vô tình làm rơi chiếc cân và đập vào mu bàn chân, gây ra một vết thương. Tiếng hú vang vọng khắp thế giới. Ôm chân to trong tay, anh lặng lẽ rời đi sau cả ngày đau buồn, nhưng Giả Nhi không tìm thấy gì. Anh đứng bơ phờ dưới gốc cây mai và suy ngẫm về những gì mình đã làm ngày hôm nay. Rõ ràng anh đã có như vậy. Mơ ngon nhưng sao anh không bán một đơn hàng nào? Các bé ngồi trước màn hình hãy đến giúp bé nghĩ ra giải pháp.